Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng. Tình hình tập luyện tại nhà của các bạn như thế nào rồi? Thì hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn những bài tập mà mình có thể tập luyện tại nhà mà không cần dùng tới tạ. Thì hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả là 10 bài tập này. 10 bài tập nó sẽ chủ yếu nó tập trung đánh vào nhóm cơ, ngực. Thì bài tập đầu tiên Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn là bài tập hít đất truyền thống. Thì 10 bài tập này chủ yếu nó sẽ là biến thể của bài push up, tức là bài hít đất. Bài tập đầu tiên sẽ là bài tập hít đất truyền thống. Bài tập này chắc cũng các bạn đã biết rồi ha. Bài tập số 2 là sẽ là biến thể của cái bài tập hít đất hồi nãy. Thì để tăng cái độ khó lên thì thay vì các bạn nắm cái bàn tay ngửa như thế này thì mình sẽ dùng cái bàn tay mình nắm chắc lại và bắt đầu hít ha. Bài tập số 3 thì để tăng độ khó thì khi hít xuống các bạn sẽ dùng cái chân của mình đá lên ha. Rồi, tiếp theo sẽ là bài tập số 4 ha. Bài tập số 4 thì nó sẽ khó hơn. Là khi các bạn hít lên, các bạn sẽ dùng một tay mình chạm vào cái phần vai ha. Okay, tiếp theo sẽ là bài tập số 5. Bài tập số 5 này thì khi mình hít đất một động tác truyền thống xong, mình sẽ giãn cái lưng ra, nó kết hợp với động tác yoga. Bài tập này nó có tên là, vì vậy nó có tên là yoga push up ha. Rồi, tiếp theo sẽ bài là tập số 6. Bài tập số 6 sẽ là một bài tập push up. Mình kết hợp với một tư thế plank ha. Oh.
Và tiếp theo là bài tập số 7. Bài tập số 7 thì sau khi mình đã thực hiện một cái động tác hít đất thì mình sẽ di chuyển vị trí qua kế bên, tức là mình dùng cái tay và cái chân của mình di chuyển qua kế bên và mình thực hiện cái động tác push up để tăng cái độ khó ha. Rồi, push up. Và bài tập số 8 là mình cũng sẽ thực hiện cái bài hít đất, nhưng thay vì các bạn chống hai chân thì mình sẽ chống một chân thôi để tăng cái độ khó và cái áp lực lên cái cơ ngực ha. Và hai bài tập cuối cùng thì các bạn sẽ sử dụng cho Hoàng một cái ghế để mình tăng cái độ áp lực và cái độ khó lên cơ ngực ha. Đầu tiên sẽ là bài deadlift ha. Và cuối cùng sẽ là bài tập số 10 ha. Và ở phần số 2 của video này sẽ là một thử thách dành cho các bạn xem video. Đó là mình sẽ thực hiện 100 cái push-up. Mình sẽ chọn ra 5 bài tập bất kỳ và mỗi bài tập mình sẽ thực hiện tuần tự không ngừng nghỉ. Và mỗi bài tập mình sẽ thực hiện trong vòng 20 rep. Và tất cả như vậy là mình sẽ thực hiện 100 rep push-up tất cả. Và đây cũng là một bài kiểm tra, một bài test thể lực rất là tốt. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng Hoàng thực hiện cái thử thách này nha. Come on.
set này fail rồi các bạn. Là có 70 cái thôi. Nhưng mà set cuối cùng mình cố gắng nha. Khá là mệt đó các bạn. Rồi, còn 20 cái nữa mình cố gắng hoàn thành nha. Ok, như vậy là Hoàng đã không vượt qua được thử thách 100 cái, nhưng chỉ được 80 cái thôi. Rồi, bạn nào vượt qua được thử thách 100 cái thì có thể comment cho Hoàng biết phía dưới nha. Rồi, tới đây thì Hoàng xin kết thúc cái video chia sẻ. Chào các bạn, 10 bài tập cơ ngực tại nhà. Đây là 10 bài tập biến thể của bài push-up mà các bạn không cần dùng tạ. Sau này nếu các bạn không có thời gian, mình đi tới phòng gym, hoặc mình đi du lịch, hoặc mình đi đâu đó, bất cứ nơi đâu, nếu không có thiết bị thì các bạn có thể sử dụng 10 bài tập Hoàng đã hướng dẫn cho các bạn để tập nhóm cơ ngực. Ok, nếu các bạn thấy video của Hoàng hay và hữu ích thì hãy đừng quên like, share và follow Hoàng trên cả Facebook và YouTube nha. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp ở những video tiếp theo.